Kính thưa quý vị, chúng ta vỏn vẹn chỉ còn có 5 ngày nữa là chúng ta bắt đầu bước qua một năm mới 2020. Hôm nay chúng ta nhìn lại trong 365 ngày vừa qua ở tại Việt Nam có những cái diễn biến diễn ra như thế nào. Chắc lẽ chúng tôi phải hỏi ông nghị viên. Thưa ông nghị viên, ông là một trong những người làm việc đại diện cho người dân ở đây. Ông có cái tầm nhìn về Việt Nam vì ông là người Việt Nam. Thành ông nhìn lại trong 365 ngày qua những cái sự kiện diễn tiến tại Việt Nam, cái điều gì đập vào trong đầu óc ông nhiều nhất nào? Phải nói rằng Việt Nam đã lại một lần nữa trở thành ra một cái vị thế, giữ một cái vị thế rất quan trọng đối với bàn cờ thế giới. Cũng giống như 50 năm trước đây, Việt Nam là một cái thế quan trọng cho chính phủ Hoa Kỳ về cái vấn đề chiến lược ngăn chặn làn sóng đỏ. Thì sau 50 năm, Việt Nam lại trở thành một cái vị thế quan trọng, then chốt cho chiến lược và chính sách của Hoa Kỳ. Và cụ thể hóa là qua cái việc Tổng thống Donald Trump đến viếng thăm Hà Nội để mà gặp ông Kim Jong-un. Việt Nam đã trở thành ra một cái môi trường mà đối với Hoa Kỳ là một cái môi trường quan trọng để mà bẻ gãy cái bế tắc đối với Bình Nhưỡng, đối với Bắc Hàn trong vấn đề giải thể chế vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, cũng như là để mà Donald Trump gỡ Kim Jong-un ra khỏi cái thế kiểm soát dưới trướng của Trung Cộng, thưa anh. Kính thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 2 năm 2019 thì Tổng thống Donald Trump gặp gỡ ông Kim Jong-un, chủ tịch của Bắc Hàn, qua một cái summit về vấn đề phi hạt nhân hóa tại bán đảo Bắc Triều Tiên. Cá nhân tôi cũng có mặt trong thành phần báo chí để tham dự và để gửi đi tất cả những tin tức về cái summit đó. Lẽ dĩ nhiên cái kết quả cụ thể chưa thế nào thì chúng ta không biết được, nhưng đây là một trong những bước ấn mới tại Việt Nam diễn ra sau khi hội nghị ở tại Singapore, và có thể nói đây là một trong những cái summit mà được nhiều giới báo chí quan trọng đặt lên hàng đầu. Thưa luật sư, chắc luật sư thì đã theo dõi rất nhiều, luật sư làm trong ngành nghề ngoại giao, thì luật sư nhìn qua những cái diễn biến đó, luật sư thấy Việt Nam nó nằm ở trong cái vị thế nào trên thương trường thế giới, trên chính quyền thế giới, thưa luật sư? Trước mắt nói cụ thể cái hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên, mà tại sao cả hai bên đều thỏa thuận là lấy Việt Nam là cái nơi hội đàm. Thì chúng ta cũng cần biết rằng trước khi có cái cuộc thượng đỉnh giữa hai bên tại Việt Nam ấy, thì hai ông đã gặp nhau tại Singapore. Thế thì để nói rằng mỗi một nước đều có một cái vị trí quan trọng đối với thế giới. Từ Singapore là một cái nước rất nhỏ, có thể nói chỉ nó như một cái thành phố, cho đến Việt Nam là một cái đất nước có thể nói là cỡ trung bình. Thế thì tôi muốn nói rằng là nước nào cũng có cái vị trí quan trọng. Thế nhưng trong cái việc lựa chọn Việt Nam thì tôi thấy có mấy cái lý do. Cái lý do thứ nhất là Việt Nam hiện nay trên thực tế đang là bạn với cả hai Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên thì mọi người thấy rõ rồi, bởi vì dù sao cũng là gọi là đồng tư tưởng theo cái gọi là cái tư tưởng cộng sản, mặc dù nó cũng có bị biến báo nhiều rồi. Ở Triều Tiên bây giờ người ta gọi là theo chế độ chủ thể chứ người ta cũng không phải là cộng sản nữa, nhưng mà xét về nguồn gốc thì nó cũng là một cái nước cộng sản. Thế còn Việt Nam hiện giờ đang có một cái quan hệ có thể nói rất tốt đối với Mỹ, nhất là trong cái bối cảnh mà Trung Quốc gia tăng cái sự ăn hiếp và thậm chí gọi là xâm lược chủ quyền và biển đảo của Việt Nam. Thế thì chính cái vị thế có quan hệ tốt của Việt Nam giữa với cả hai Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, cho nên cái việc mà hai bên nhất trí chọn Việt Nam là cho thượng đỉnh lần thứ hai thì cũng là điều dễ hiểu. Huống chi là Việt Nam là ở trên lục địa thì cũng là gần Trung Quốc, Bắc Kinh đi bằng đường xe lửa. Khi ông Kim Jong-un là cái ông cũng hay sợ bị ám sát lắm, thành ra là ông cũng rất là thích những cái nước nào mà gần nhất có thể, để khi có biến là chỉ cần một cái ông tuột từ Hà Nội về Bắc, về sang lãnh thổ Trung Quốc, để từ Trung Quốc có thể bảo đảm một cách an toàn về Bắc Triều Tiên. Nhưng mà thưa luật sư, khi chúng ta nói hội nghị thượng đỉnh summit nó đã diễn ra tại Hà Nội, luật sư là một người lớn lên sinh trưởng tại Hà Nội, tôi có điều kiện trở về đó và tôi cũng thấy người dân họ hình như họ lộ ra một cái niềm hân hoan ra mặt, hớn hở, và họ có một cái vẻ tự hào về cái nơi được chọn làm một cái hội nghị thượng đỉnh có tính cách giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa toàn cầu. Thế thưa luật sư, ý tôi muốn hỏi luật sư là vì luật sư cho biết rằng cái người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung
họ có thể qua cái hội nghị đó họ quên đi tất cả những cái quá khứ của họ, họ tạm gác hết tất cả những cái quá khứ để họ nhìn về một cái triển vọng tương lai cho Việt Nam không, thưa luật sư? Tôi nghĩ là như thế này. Không hẳn là người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung sung sướng hân hoan khi có cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên là vì đây là cái hội nghị quốc tế rất là quan trọng liên quan đến cái chuyện giải trừ vũ khí hạt nhân ở Bắc Triều Tiên. Mà theo kinh nghiệm của tôi ấy, cũng như là cái quan hệ thường trực và thường xuyên ở với trong nước thì tôi hiểu rằng là người dân Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng rất rất thích Hoa Kỳ. Cụ thể là các tổng thống Hoa Kỳ từ ông Obama cho đến ông Trump hay sau này nữa, tôi bảo đảm là tất cả các vị tổng thống của Hoa Kỳ sang Việt Nam đều được welcome, rất được đón tiếp, và người ta đến người ta hân hoan trước cái hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Bắc Triều Tiên là vì ông Trump, tổng thống Hoa Kỳ, chứ không phải vì ông Kim Jong-un. Wow. Cũng như là không phải vì cái tầm quan trọng là Việt Nam đóng cái vai trò trung gian nào đó trong cái chuyện giải trừ vũ khí hạt nhân. Bởi vì người Việt Nam tôi biết rằng họ cũng không quan tâm lắm đến cái chuyện giải trừ vũ khí. Nó gần như là thoát khỏi cái những vấn đề đời sống hàng ngày. Mà người ta muốn là bây giờ Việt Nam phải tăng cường mạnh quan hệ hơn nữa với Mỹ. Và tôi cho chính cái chỉ dấu đó nó thể hiện là dù chính phủ Việt Nam muốn hay không thì lòng dân Việt Nam nói chung đã đứng về cái việc mà tăng cường hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa cái quan hệ Mỹ Việt vì lợi ích chung của hai nước. Tôi xin hỏi nhỏ luật sư, cho tôi hỏi nhỏ luật sư, anh ông nghị viên kìa. Thế khi luật sư đưa ra cái nhận định là có vẻ người Việt Nam ta hồ hởi kể là đủ sức chuyện với Mỹ, thế thì luật sư có nghĩ rằng tương lai Mỹ có thể giúp cho Việt Nam gần gũi với Việt Nam mà người ta quên đi cái quá khứ đã có những cái tình cảm với Trung Cộng, với Nga Xô không, thưa luật sư? Đây là hai vấn đề khác nhau. Thứ nhất mà nói thì ngay cả cái cuộc chiến tranh Việt Nam nó cũng là một cái vấn đề chính trị mà người dân Việt Nam theo tôi hiểu và từ bản thân tôi cũng hiểu là quá khứ nó là quá khứ. Có những cái đúng cái sai, các bên đều có những cái đúng cái sai. Cái quan trọng nhất người dân Việt Nam hiện nay là làm thế nào để có thể cải thiện được đời sống trước mắt về mặt vật chất, từ nghèo khổ do cái thể chế gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa không cho phát triển kinh tế tư nhân, cho đến làm thế nào mà người dân có thể có những cái tự do hơn trong cái thể hiện cái quan điểm của mình đó. Thế thì đấy là cái điều quan trọng nhất đối với người dân Việt Nam. Chắc phải mời anh nghị viên. Thì là những người ở Hoa Kỳ nhìn về đất nước thì chúng tôi cũng có cái nhìn thấy một cách tổng quát là người dân họ rất muốn đứng sát lại gần Hoa Kỳ. Nhưng cái vấn đề quan trọng mà chúng tôi chưa có nắm rõ được là theo cái nhìn của anh thì dĩ nhiên là Trung Cộng họ không bao giờ họ để cho Việt Nam xích lại gần với lại Hoa Kỳ, mà họ sẽ muốn kiểm soát Việt Nam. Thành thử ra cái vấn đề then chốt ở đây đó là Đảng Cộng sản có dám bước ra khỏi Trung Cộng để mà tiến lại gần với Hoa Kỳ hay không, trong khi mà kinh tế của Việt Nam hiện giờ vẫn còn nằm trong cái quyền kiểm soát của Trung Cộng, từ vấn đề nhiên liệu để mà lo cái vấn đề mà sản xuất cho đến nhiều cái lý do khác, thưa anh. Vâng, tôi thì tôi nghĩ như thế này, có thể có những cái suy nghĩ chưa chính xác về chính quyền Việt Nam. Chính quyền Việt Nam theo tôi hiểu đến giờ và tôi khẳng định chưa bao giờ là một cái chính quyền thần phục hay là bị Bắc Kinh kiểm soát. Từ trong chiến tranh Việt Nam với Mỹ giai đoạn trước năm 75 đấy, thì Việt Nam gọi là tranh thủ cái sự ủng hộ về vũ khí cũng như là chính trị của cả Liên Xô lẫn Trung Quốc để mà tiến hành cái cuộc chiến tranh nhằm thống nhất đất nước. Nhưng mà đến khi sau năm 75 ấy, khi Trung Quốc có cái xung đột với Việt Nam, vâng, thì năm 1979 năm vâng, không, tôi nói sau năm 75 đã có rồi. Tức là khi mà cái quân đội Cộng sản Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu tiến sát đến cửa ngõ Sài Gòn rồi, thì Trung Quốc không muốn Cộng sản Việt Nam chiến thắng, bởi vì khi một cái đất nước thống nhất dưới
cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó lại trở thành một cái gai và ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc xuống Đông Nam Á. Cho nên Việt Nam không bao giờ, Trung Quốc không bao giờ muốn Việt Nam thống nhất. Thành ra là ngay cái lúc đó, trước khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, thì đã cùng với Pháp đã tìm một cái giải pháp mà muốn giữ cái chính quyền của ông Dương Văn Minh tồn tại để đi đến một cái chính phủ liên hợp, tức là một cái chính phủ không do Cộng sản Việt Nam kiểm soát, bởi vì nếu Cộng sản Việt Nam kiểm soát thì nó trở thành là một cái quả đấm sắt để chặt đứng cái tham mưu bành trướng của Việt Nam. Và chuyện đó đã xảy ra khi năm 79 Đặng Tiểu Bình quyết định tấn công Việt Nam để gọi là trừng trị Việt Nam. Thì chính ông Lê Duẩn là cái lãnh tụ có thể nói số 1 trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam, thì ông lại cũng là lãnh tụ số 1 trong cái việc kiên quyết đánh Trung Quốc đến cùng. Và thậm chí ông còn đề nghị điều chỉnh cái hiến pháp của Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là coi Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, chứ không còn phải là Mỹ nữa. Wow, hôm nay thì quý vị nghe một người lớn lên sinh trưởng trong chế độ Cộng sản có những cái cảm nhận mà có thể nói rằng chúng ta hơi lấy làm lạ. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong thời gian.